Xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đến với video của em. Thì hôm nay là em có đi thăm cái đội chim bìm bịp con hôm trước mà con đi bẫy đó. Đấy. Sau vài ngày thì nó rất là to rồi. Đấy. Lòng bắt đầu đủ cánh, đủ lông, đủ cánh để phiêu bạc. Đấy. Chuẩn bị ra chiến trường huấn luyện nhé. Đấy. Rồi. Nào, lên tay nào. Đấy. Trời. Đẳng cấp chưa? Đẹp chưa? Đấy. Bịp bịp nhá. Đây con ạ. À. Còn một con ở trong này nữa. Thì hôm trước là anh em con đi bẫy thì có ba con, nhưng mà có một con là nhỏ quá về là chết rồi. Đấy. Còn lại hai con to thôi. Ui. Con này chạy nhanh quá, chạy như gà ấy. Ui. Cái mồi đi. Nuôi bìm bìm ở nhà là rất là sợ nhá. Đấy, tại sao nó cứ hay về chỗ này nhỉ? Chỗ này có con mèo ở bên này sợ lắm. Tà mau có thích chim không? Tà mau thích chim không? Úi dồi ơi, trời ơi. Úi dồi ơi. Cho nó vào lòng thôi. Úi dồi. Đi nó nhảy ra nhảy vào thì con mèo nó đập luôn ấy. Cái lồng là hơi nhỏ một chút các bác nhá. Đấy, không đủ nó nhảy nhót. Các con cuốn đi. Bằng đi à. Cật đây. Đây là mình không có nuôi nha các bác nhé. Đấy. Có thằng em nó nuôi thôi. Chim bìm bìm này ăn thịt nên là rất là phân của nó rất là hôi. Úi trời, có con mèo ở đây rồi. Ui. Con mèo nó đang rình rập. Chờ sơ hở là nó nuốt luôn ấy. Phần đầy đây. Đấy. Các bác đam mê nghề chim thì rất là thích bịp bịp này, cũng thuộc dạng loại chim ưng ấy, rất là thích ăn chịt thịt các loại chim non khác. Đấy. Bắt đầu đói rồi này. Đây có con cụt đuôi này. Lại thêm một chú cụt đuôi. Đã tạo mấy con này đi rừng cùng săn mồi. Đấy, xăm chim. Con này hơi sợ người. Ôi, em cũng là xin kết thúc cái video thăm hai chú bìm bịp ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo về đi rừng, về đi tìm chim, tổ chim các thứ. Nếu các bác thấy video hay và các bác có thể đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.